Hai vị huynh đệ an tâm dưỡng thương. Huynh đệ Lương Sơn Bạc chúng ta chiến khí ngút trời, thế nào cũng có cách công thành phá địch. Hôm nay được thấy hai vị bị thương không nặng, thì Tống Giang an tâm rồi. Cáo từ gì? Saka, đi thông thả. Được rồi, đừng cử động. Saka, đa tạ Kaka. Kaka đi thông thả. Hai chúng ta không chỉ hổ thẹn với Kaka, mà càng hổ thẹn với vinh danh của Lương Sơn. Thực thể đã thế này, còn cách gì cứu được? Yêu trách tình trọng mình, có mắt không trọng, bảo vệ bá tánh đồng minh được rồi, nhưng mà lại nhận giặc làm cha, cũng cả một đời gió nghệ. Nhận giặc làm cha phải, nhận ai vậy? Sao lại là giặc? Huynh đệ không biết sao? Trong sân của Đổng Bình bị Trình Thái Thủ Hủ Đông Bình giết chết. Có chuyện vậy sao? Đâu cần biết gì Đổng Bình, tao không hề nghe nói. Chuyện này ngay bản thân Đổng Bình cũng không biết. Trình Thái Thủ là binh tốt của quan gia, giết đốt cướp bóc việc xấu nào cũng không từ Đổng Bình đo người, là không hiểu chuyện. Vừa thấy Trình Thái Thủ không có con trai nên đã nuôi y đến nay. Chuyện này là thật sao? Không phải là đùa đấy chứ? Không hề giả dối. Ở quận thượng đảng Hà Đông, con chừng có thể tìm được manh mối nào. Vậy thì ta đi một chuyến đi. Địch cũng đang có ý này. Được, đi. Đà ca, cứ dạng rồi mà vẫn chưa nghỉ sao? Huynh đệ đến chắc là không phải để uống rượu phạt chứ? Đà ca, đệ uống ít lại rồi. Không sao, huynh đệ chắc có chuyện quan trọng, hãy kể đầu đuôi cho ta nghe xem. Đà ca, đệ đến hỏi thay cho các huynh đệ. Mấy ngày nay cắm trại ở An Sơn Trấn, sao không hề thấy động tĩnh gì? Chuyện khác chưa nói, nhưng mà nếu như để là dân ngoại dành trước làm trại thủ chủ nương thân, thì huynh đệ chúng tôi không nghe theo đâu. Huynh đệ không biết rồi, Thủ Đông Bình thành trì kiên cố, dễ thủ khó công. Ta không muốn làm hại bá tánh trong thành, lại không muốn hao phí binh mã Lương Sơn, chị vẫn chưa nghĩ ra kế phá địch hay hơn. Ta ăn ngủ bất an. Cao ca, sao huynh không nói sớm? Chúng đệ cứ tưởng là cao ca có ý nhường cho Lương Viên Ngoại. Cao ca, nếu giao chuyện này cho đệ thì huynh an tâm chứ? Huynh đệ có kế sách gì hay sao? Lê Tình ở gần phủ Đông Bình, có quen biết một cô gái trong thành. Người này tham tiền tài, chắc là có thể giúp được gì. Ngày mai đệ sẽ giả trang vào thành, an nghỉ trong nhà nàng ta. Ca ca, chúng ta hãy chọn một ngày đốt lửa làm tín hiệu. Đến khi đó, ngoài đánh trong tiếp ứng thì còn không phá được thành này sao? Hay lắm. Phủ Đông Bình, mẹ, phiền mẹ rồi. Vị Lan có nhà không? Con muốn gặp cô ấy. Vị công tử này nhìn lạ mặt vậy. Tìm đến Huyền Lan nhà ta có chuyện gì? Sao thế mẹ? Không nhận ra con sao? Con là Sử Tiến đi. Sử Tiến hả? Sử Tiến của Sử Gia Thôn. Ta không nhận ra. Công tử ăn chơi từ đâu đến thế này? Chưa gặp mặt mà đã cởi đồ trước rồi. Mẹ hiểu lầm rồi. Con chỉ... mẹ xem đi. Chẳng phải là... chẳng phải là công tử Sử Gia của Giang Long đó sao?
Chính là tại hạ. Mẹ ơi, Thủy Lan có nhà không? Lễ công tử, đừng lấy làm lạ. Mắt ta mờ rồi, nên hồn đồ. Mời vào. Được. Mời sang bên đi. Đứng lần trang trí cũng được đi. Mời công tử ngồi. Vậy đi gọi Thủy Lan ra. Yên mẹ rồi. Không được, không được đâu. Mẹ hả, sao vậy? Tử công tử bùng bà trên đường. Chuyện nhỏ như vậy sao dám phiền chuyện chứ. Nếu dạy làm được rồi, mẹ xem Tử Tiến là người ngoài rồi. Mời sử công tử ngồi. Tỷ tỷ, dần này khỏe không? Là chàng hả? Sử công tử mời ngồi. Ta có cho người vào tìm chàng, nhưng không hề có tin tức gì. Mấy ngày trước ta mới nghe nói nên chàng đã lên làm đại viên ở Lương Sơn. Hòa phủ nhắn cáo thì bắt chàng. Có thật là vậy không? Không giấu gì nàng, Tử Tiến đã lên Lương Sơn thật, nhưng mà chưa hề được làm đại dương. Những ngày này trên phố náo loạn, lúc này thì chàng đến tìm biết là có ý gì. Không dám giấu chàng, nấu nàng, nhưng mà chuyện này quan trọng, hãy để mẹ tạm lánh vào trong. Mẹ vào trong đi. Tỷ tỷ, không giống gì nào, Sử Tiến đã lên Lương Sơn làm thủ lĩnh, có điều chưa lập công lao gì. Nên đây Tống Giang ca ca chuẩn bị đánh thành Mượn Lương. Tôi đấy biết quan hệ giữa ta và nàng, nên phải ta đến Nam Dung. Sử công tử, Thủy Lan đã quản lương rồi, giờ chỉ ở nhà tận tâm bái Phật, tu thân dưỡng tính mà thôi. Chàng đừng kéo ta vào thì hơn. Đang nói gì thế? Chẳng lẽ nàng đã quên chúng ta đã từng hẹn thề dưới bóng trăng thềm qua hay sao? Những chuyện phong lưu quên đi thì hay hơn. Phải mang theo số vàng bạc này đến cho nàng. Chàng làm thế để ý gì? Cô là tỷ tỷ nghĩ đến tình xưa, hãy thu giữ Sử Tiến vài ngày, thì số vàng bạc này ta như tiền phòng. Công tử không cần phải đi xa lạ, cứ xem như ở nhà mình đi. Được. Sử Tiến còn một chuyện cầu khẩn. Cứ nói, còn tỷ tỷ có thể giữ bí mật. Nếu không thì Sử Tiến không giữ được bạn đâu. Công tử an tâm, Thủy Lan tự biết chừng mực. Tỷ tỷ tốt của ta, để khi ca ca đánh hạ phủ Đông Bình thì sẽ đưa nàng lên núi sống vui vẻ vài ngày. Mẹ à, khuya vậy rồi, cậu đi đâu vậy?
Hắn vẫn ở trong nhà. Vậy thì hay rồi. Mặt mày mẹ hốt quảng, muốn đi đâu vậy? Có chuyện gì nhớ con gái sao? Nói nhỏ thôi. Bà cứ rước chuyện rắc rối vào vậy hả con? Con đừng lên tiếng. Mẹ lên quan phủ đi. Không thể giữ người này ở được đâu. Mẹ, đã làm gì vậy? Khi thương chàng đến nhà chơi, cho dần bạc châu báu, có bạc cả chúng ta đâu. Con nghĩ tình chàng là người tốt, giờ đi làm cướp ở Lương Sơn. Nếu như mẹ lên quan phủ, thì chẳng phải lấy mạng chàng sao? Vậy con nghĩ gì? Nếu như mọi chuyện đổ bể thì con phải là sao đi? Mẹ hờ, chàng chỉ ở tạm một vài ngày thôi. Thêm nữa thì con đã lấy vàng bạc rồi. Nếu giờ mẹ đi cáo chàng thì đã hãm hại chàng rồi. Thị Lan à, còn ngốc nghếch quá đi. Những người như chúng ta thì mưu sinh bằng chuyện này mà. Đường gạt hãm hại bao nhiêu người rồi, chỉ thêm một đứa nữa có sao? Thị Lan à, để biết con nghĩ tình xưa không đỡ lòng, nhưng mà người ta nói đánh dôi chẳng xấu mặt nào. Ai cũng biết chuyện này mà. Kẻ tự thú thì sẽ được miễn tội. Nếu như Lương Sơn tấn công không thành, sự việc đổ bể, thì chúng ta sẽ bỏ mạng Quan Ủng hay sao? Quan Ủng không đáng đâu con. Thả ta ra. Con tiện nhân, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đi mau, bảo thả ta ra. Báo Tốc tướng lĩnh, quân sư Ngô Dụng đã cầu cứu ngoài liều, bao bờ vào. Ca ca quân sư đến đúng lúc đó. Khi đệ nhận được thư của ca ca, thì cứ người một mạch từ phủ Đông Sư sang đi, không dám chậm trễ hay lắm. Sử gia Quỳnh chạy đi đã mấy ngày mà không hề có tin tức gì. E rằng để gặp bất chắc, nhưng lại không dám đánh thẳng vào thành. Giờ quả là tiến thoái lưỡng nan, mong quân sư dạy giáo. Ca ca thật là hồ đồ. Nếu như để ở đây, chứ không bao giờ để Sử Tiến Quynh đi nước, ta cần cũng bất đắc dĩ thôi. Người đời nói thường ca xứ, duy nhất là có quyến luyến tình cũ. Một khi việc đã xong thì không bao giờ niệm lại tình xưa, dù có ân tình với ả thì cũng không thể nào thoát được người nhắc mối. Ta đã cho Sử Tiến Quynh định mang theo nhiều tiền cũ đi rồi, vậy thì lại càng tệ hại hơn. Phường xứ kiển thầm làm vô độ, đã nhận tiền của Lương Sơn lại báo quan phủ, hai bên đều tốt đẹp, ngư ông đắc lợi rồi. Bây giờ biết phải làm sao?